Ok, bữa nay sáng sớm tôi đi sáng sớm tôi mới đi ăn nha. Rồi tối tôi mới hấp dẫn Karen xong ăn phở rồi đó nha. Rồi tới tối nay ăn xong mới rồi tới tối xong rồi tới đi về luôn á, rồi dễ tôi chắc là luôn. Cuối tuần này tôi sẽ dễ thêm tôi chắc là luôn rồi đó nha. Thêm hai người nữ là tới tôi sẽ dễ thêm mấy người đó rồi đó. Tôi sẽ quay phim Catherine luôn rồi nó sẽ Justin đó. Are you down for 85 degree bakery? Anna, are you down for 85 degree bakery? Because it's right next to it, it's a block away. Catherine, long way, Sir Justin. Chỗ 85 rồi, alright.
chỗ tâm làm quà khỏi rồi nha luôn nha, bye bye nha.